Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bị chê phát tướng và xuống sắc, thần tiên tỷ tỷ Niu Dược Phi chỉ thả nhẹ loạt ảnh cu tè hột me. Nữ diễn viên Niu Dược Phi gây chú ý khi đăng tải những hình ảnh mới nhất của mình trong thời gian tránh dịch. Vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, Niu Dược Phi vui vẻ up lên trang Weibo một số bức ảnh siêu phi chụp cận cảnh gương mặt của mình. Trong ảnh, thần tiên tỷ tỷ khoe được gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da mịn màng như lụa, cũng khiến cho nhiều người thích thú khi đeo kính sử dụng bằng đồ hết sức ngộ nghĩnh. Chỉ thả nhẹ loạt ảnh cu tè hột me như thế này, Niu Dược Phi được cho là đã gián tiếp lên tiếng đáp trả khi bị chê phát tướng và xuống sắc trước đó. Cùng với những tấm hình trên, nữ diễn viên thần Điêu Đại Hiệp còn có dòng chia sẻ: gần đây đọc sách và chơi game trên máy tính, hy vọng việc dùng kính lọc ánh sáng xanh sẽ có chút tác dụng. Theo như lời Niu Dược Phi, ngoài đọc sách và chơi game, cô còn thích tỉ mẩn, tô màu. Đây đều là những hoạt động mà mỹ nhân này làm trong thời gian tránh dịch. Cách đây không lâu, dân mạng không khỏi thất vọng khi nhìn ảnh chụp của Niu Dược Phi tại trời Tây. Cô bị soi có ngấn mỡ ở cổ và cho thấy diện mạo xuống dốc không phanh. Tuy nhiên, người hâm mộ của Niu Dược Phi lại cho rằng vì góc chụp và chất lượng ảnh thấp nên Niu Dược Phi mới bị dìm hàng như vậy. Hình ảnh Niu Dược Phi phát tướng và xuống dốc về nhan sắc được đăng tải trước đó. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.